Chào tất cả các bạn, lại là mình đây, nối tiếp chuỗi video phân tích SkiBD Toilet đa vũ trụ của Doom Studio. Hôm nay, mình muốn mang đến cho các bạn những thông tin mới nhất về ngày phát hành SkiBD Toilet đa vũ trụ tập 22. Và hôm nay là một tin cực kỳ xấu đối với tất cả các bạn. Như đã thông tin ở video trước đó thì SkiBD Toilet đa vũ trụ sẽ được ra mắt vào 8 giờ tối ngày 13. Hôm nay, chúng ta sẽ đi giải quyết những vấn đề sau. Thứ nhất, tìm hiểu lý do tại sao SkiBD Toilet đa vũ trụ lại không được ra mắt theo như dự kiến. Thứ hai, phân tích những ảnh leak tiếp theo của SkiBD Toilet đa vũ trụ. Thứ ba, đưa ra những dự đoán về thời gian ra mắt SkiBD Toilet đa vũ trụ tập 22. Trước khi đến với video phân tích ngày hôm nay, đừng quên like, đăng ký, bật chuông thông báo để nhân 3 tốc độ ra video nhé. Giờ thì hãy tìm một địa điểm thật lý tưởng, ăn miếng bánh uống chén trà để cùng thưởng thức video ngay thôi nào. Sự việc xảy ra từ vài ngày trước khi Doom Studio nhận được một cảnh cáo vi phạm bản quyền từ bọn Mafia ở tập 20. Và tập 20 gần như đã bị xóa khỏi kênh YouTube của Doom Studio. Những cảnh cáo này đến từ kênh của DaFood nhưng là DaFood giả mạo. Và DaFood cũng đã rất bực bội mà lên một bài đăng nói rằng anh ta không đưa ra bất kỳ cảnh cáo nào. Những cảnh cáo đến từ những tên Mafia, có vẻ như mọi chuyện đã ổn cho đến hôm qua, tập mới đáng lẽ phải ra mắt vào lúc 8 giờ tối theo như thông báo. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là tôi không thấy bất cứ một video nào được tải lên. Lý do là Doom Studio vừa nhận thêm một cảnh cáo vi phạm bản quyền đến từ bọn Mafia. Hiện tại, Doom Studio không thể đăng bất cứ một video nào lên kênh của mình cho đến khi vấn đề được khắc phục. Tôi cho rằng, nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra thì có nguy cơ, kênh của Doom Studio sẽ bị bọn Mafia này đánh cho đến chết. Trở lại với lần trước, những kẻ này đã tống tiền DaFood và yêu cầu anh ta chuyển tiền bồi thường cho chúng. Tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó thì DaFood đã khắc phục được sự cố này. Và trên thông báo mới nhất thì Doom Studio cũng nói về điều này. Anh ta xin lỗi vì đã nhận được 3 gậy bản quyền. Chính vì vậy mà anh ta không thể tải tập 22 lên. Và anh ta cũng nói rằng, ngay khi vấn đề được khắc phục thì anh ta sẽ xuất bản video của mình. Tập 22 là một tập dài 5 phút 22 giây và anh muốn cho mọi người thấy nó ngay khi mọi vấn đề được khắc phục. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi tập 22 và chờ Doom Studio giải quyết mớ hỗn độn của mình. Bây giờ, hãy chuyển đến chủ đề anime SkiBD Toilet đa vũ trụ sẽ được Doom Studio cho ra mắt trong thời gian tới. Hôm trước, thì Doom Studio đã đăng một bài lên Discord của mình. Họ nói rằng, họ vẫn đang chăm chỉ làm việc với phiên bản anime của mình. Ở đây, chúng ta thấy những bản anime cameraman chiến đấu. Thật sự, nhìn đồ họa của Doom Studio tôi quả thật nói nó vô cùng sống động và chân thật. Mọi thứ thật tuyệt vời, dường như chúng ta sẽ chứng kiến bản anime SkiBD Toilet sớm nhất có thể. Ngoài ra, thông tin thêm thì tháng 2 sẽ là ngày phát hành của SkiBD Toilet đa vũ trụ bản anime. Trong khung hình, chúng ta thấy Titan Speaker Man đang chiến đấu. Tôi cho rằng, nếu bản anime được ra mắt thì nó sẽ sớm đưa Doom Studio tiếp cận đến mọi trẻ em trên toàn thế giới. Liệu, triều đại của anh ta đã bắt đầu chăng? Bây giờ, hãy đến với những bức ảnh leak được dò dỉ cách đây không lâu. Đến với bức ảnh leak đầu tiên, chúng ta thấy được một lát Ryuman đang chiến đấu với những tên SkiBD. Có vẻ như chúng đang bao vây lấy anh ta, và dường như anh ta đã xử xong hai tên SkiBD trong số 4 tên này. Có vẻ như đằng sau được bao quanh bởi một ngọn núi lớn. Và đây chính là căn cứ số 2 của lũ SkiBD. Đằng sau, chúng ta thấy một tên SkiBD màu đỏ có súng phun lửa. Theo tôi thì lát Ryuman này mạnh mẽ hơn những Ryuman bình thường. Và tôi cho rằng, một chiến thắng sẽ dành cho anh ta. Đến với video leak SkiBD Toilet đa vũ trụ tập 22. Video leak bắt đầu với một cameraman, một Ryuman và một Dark Speakerman. Một lần nữa chúng ta thấy căn cứ SkiBD thứ hai. Trước mắt chúng ta là một tên SkiBD mất lỗi. Sau đó, tên SkiBD này bắt đầu hút các đặc vụ vào bên trong bằng tiếng hét hú hồn của hắn ta. Hắn ta bắt các đặc vụ và bỏ vào bên trong một cái thùng sắt. Có vẻ như hắn ta đang muốn cắt đôi các đặc vụ một lần và mãi mãi. Và video leak kết thúc tại đây. Dường như, tên SkiBD này được lấy cảm hứng từ tên SkiBD ở tập 46. Tôi cho rằng, ở bất cứ phòng thí nghiệm nào thì chúng ta cũng có một tên SkiBD lớn để bảo vệ căn cứ của chúng. Điều này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận căn cứ của lũ SkiBD. Tập 17, chúng ta thấy một tên SkiBD lớn bảo vệ căn cứ. Và ở tập này, một điều tương tự cũng đã xảy ra. Đến với bức ảnh leak thứ 3, chúng ta thấy sự xuất hiện của Titan Speakerman cùng với đó là Dark Speakerman, Elite Clockwoman, một Ryuman, một Cameraman. Tôi cho rằng đây chính là đội hình tấn công căn cứ thứ 2 hiện tại. Tưởng chừng như Titan TV Man sẽ xuất hiện sớm. Tuy nhiên, tôi thực sự đã nhầm lẫn với điều này. Titan Speakerman mới thực sự là nhân vật chính trong SkiBD Toilet đa vũ trụ tập 22.
chúng ta thấy Titan Speakerman vẫn chưa thực sự bình phục sau tập 20. Có vẻ như anh ấy đang gắng gượng để đến nơi đây. Thật đúng là quá khen cho đức tính quật cường ấy. Đến với bức ảnh leak mới nhất, chúng ta thấy một căn phòng. Có vẻ như đây là một cỗ máy nào đó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không biết đây là gì. Có vẻ như nó có một chiếc nút lớn. Tôi cho rằng đây là một loại bom hoặc là một vũ khí hạt nhân nào đó. Và khi chúng ta nhấn chiếc nút này thì nó sẽ phát nổ. Đến với bức ảnh leak tiếp theo, chúng ta thấy cuộc chiến của các đặc vụ và liên minh. Một lúc sau, chúng ta thấy một Speakerman đang chạy đi đâu đó. Và chúng ta cũng thấy một tên Skibidi ở đằng sau đó. Lúc này, một biệt đội Skibidi cũng đã xuất hiện. Tôi cho rằng, những tên Skibidi này chính là những kẻ bảo vệ chính của phòng thí nghiệm. Tập 22 Skibidi Toilet Đa Vũ Trụ là một tập phim dài hơn 5 phút. Tuy nhiên, bây giờ nó đã bị trì hoãn vô thời hạn. Hãy dự đoán thời gian ra mắt Skibidi Toilet Đa Vũ Trụ tập 22. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thông báo và những thông tin mới nhất từ Doom Studio. Bởi vì, mọi vấn đề vẫn chưa được giải quyết và hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn với anh ấy. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like đăng ký kênh để Zero có thể ra những video hay hơn nhé.